À, chào tất cả các bạn, mình là Hoàng Anh Nguyễn, mình đến từ Florida. Thì giống như mấy bạn đã biết á, công việc của Hoàng Anh, công việc chính là kinh doanh. Thì một cái công việc phụ của Hoàng Anh nữa là đi quay YouTube cho các bạn coi. Khu vực của Hoàng Anh sống là khu vực biển á, Florida. Thì mấy bạn biết biển là rất là nhiều nắng, gió rồi muối biển nữa. Và bên cạnh công việc kinh doanh và công việc quay video thì Hoàng Anh không có thời gian nhiều, cho nên là sẽ không có chăm sóc da. Thì hôm trước á, may mắn là Hoàng Anh đã biết đến dịch vụ của chị Hiền là phòng khám da liễu HHV, cho nên là Hoàng Anh đã đến làm một cái liệu trình rồi. Và sau đó thì Hoàng Anh quay về Mỹ á, thì thấy cái da của mình cải thiện rất là nhiều. Tại thời điểm mà Hoàng Anh vừa mới làm xong á thì cũng không mất quá nhiều thời gian của mấy bạn luôn, tại vì lúc đó Hoàng Anh về một cái mà anh làm liệu trình là trong vòng có một ngày thôi là Hoàng Anh lại phải đi quay nữa rồi. Và khi mà đi quay á thì nó cũng không làm cho Hoàng Anh bị vướng bận cản trở gì hết, bởi vì khi mà Hoàng Anh can thiệp nó không có can thiệp vô gọi là xâm lấn, chỉ có là tiêm rồi tẩy tế bào xong rồi nó có một chút bong mài thôi. Trong vòng khoảng 5 tới 7 ngày là nó sẽ bong cái lớp da cũ ra, và trong khoảng thời gian đó thì mình chỉ cần che chắn một tí xíu thôi, che nắng để cho cái phần da non á nó lên, nó không có bị tổn thương nữa. Nhưng mà trong suốt cái khoảng thời gian đó thì Hoàng Anh vẫn có thể đi quay được luôn. Thì sau đó Hoàng Anh quay về Mỹ, Hoàng Anh vẫn đi quay ở biển mà Hoàng Anh cũng không có chăm sóc da nhiều, nhưng mà cái làn da của Hoàng Anh đó nó không có bị trở lại giống như là cái buổi ban đầu. Cái làn da nó vẫn còn giữ được cái độ đàn hồi. Và sau khi về Mỹ á, thì bạn bè của Hoàng Anh thấy cái làn da cải thiện rất là nhiều và cũng có hỏi Hoàng Anh, rồi một số các anh chị trên fanpage của Hoàng Anh đó, là fan của Hoàng Anh cũng theo dõi Hoàng Anh rất là nhiều và thấy cái cải thiện của mình, đã tin tưởng quay lại phòng khám HHV và cũng đã đạt được những cái kết quả giống như họ mong muốn. Bởi vì đó, rất là nhiều anh chị chia sẻ với Hoàng Anh là đã đi đến những cái thẩm mỹ viện khác, thậm chí là những cái thẩm mỹ viện nổi tiếng mà của Hàn Quốc luôn đó các bạn, nhưng mà sau một cái khoảng thời gian ngắn là tầm khoảng 1 đến 2 tháng thì da của anh chị không những không cải thiện mà nó còn quay lại cái tình trạng ban đầu nữa. Cái điều đó dẫn đến là mấy anh chị cảm thấy là mình bị tốn quá là nhiều tiền nhưng mà lại không đạt được kết quả mong muốn. Thì anh chị đã thay đổi và chuyển qua dịch vụ HHV này á, thì đã nhận được cái kết quả mà anh chị rất là hài lòng. Thì mấy anh chị cũng có chia sẻ với Hoàng Anh cái niềm vui đó, cho nên là Hoàng Anh cũng muốn chia sẻ đến mấy bạn nào mà chưa biết đến cái dịch vụ HHV này để có thể ghé đây thăm khám, và bác sĩ sẽ tư vấn trực tiếp cho mấy bạn và tùy theo tình trạng của từng loại da. Thì có thể là Hoàng Anh không có nói chi tiết được bởi vì á, mỗi người sẽ có cái tình trạng da khác nhau và cái chi phí nó cũng sẽ rất là khác dành cho mỗi người, cho nên nó bạn phải đến đây trực tiếp thì bạn mới có thể nhận được một cái kết quả và chi tiết nhất cho mấy bạn nha. Thì cái cảm giác đầu tiên mà Hoàng Anh đến HHV là giống như là thân thiết, giống như là bạn bè vậy đó. Nói gia đình thì nó hơi bị nó quá cho mấy bạn, nhưng mà mấy bạn từ phục vụ ở ngoài lễ tân luôn bước vào thì mấy bạn đã chào hỏi rất là niềm nở. Và bên cạnh cái việc mà phục vụ tận tình như vậy thì ở HHV á, dùng những máy móc rồi những cái sản phẩm rất là chuyên nghiệp cho mấy bạn, máy móc chuyên nghiệp thì đối với cái làn da của Hoàng Anh rất là khó. Và da của Hoàng Anh là da nhạy cảm, cực kỳ là nhạy cảm, khi mà sử dụng một cái sản phẩm lên đó là nó có thể gây nóng rát liền. Và riêng ở HHV khi mà Hoàng Anh sử dụng những cái sản phẩm đó, Hoàng Anh cũng ban đầu cũng rất là lo lắng, nhưng mà sau khi mà bôi lên da rồi đó, thì không có bị kích ứng, cho nên thật sự đối với Hoàng Anh cảm thấy nhận riêng đó là Hoàng Anh thấy nó rất là an toàn cho da của Hoàng Anh. Thì thật sự là ở Florida của cái nơi chị sống, chị thấy là mùa hè đó mấy bạn về Việt Nam rất là nhiều và cái thời tiết nóng rất là nhiều, thì cái nhu cầu mà mấy bạn phải mặc áo xách tay hoặc là áo không có tay là đương nhiên là mấy bạn phải mặc rồi, bởi vì nó rất là nóng. Thì cái chuyện mà cái làn da ở dưới cánh tay của mình đó, nó không có được trắng sáng làm cho mấy bạn rất là thiếu tự tin. Lúc nào cũng phải mặc áo có tay, tay dài đó, thì điều đó làm cho mấy bạn rất là mệt mỏi với cái thời tiết này. Và cái công nghệ của Đức mà Hoàng Anh mới vừa trải nghiệm này á, thì là cho Hoàng Anh rất là bất ngờ, bởi vì nó không có làm đau nhức và cũng không có bong tróc gì hết, mấy bạn vẫn sinh hoạt giống như bình thường.
với Hoàng Anh thì Hoàng Anh thấy là sinh hoạt bình thường hết nha mấy bạn, cho nên là mấy bạn đừng có lo lắng. Và một điểm mà Hoàng Anh vừa mới được tư vấn á, là khi mà mấy bạn sử dụng cái sản phẩm lăn nách nhiều quá thì có thể là dẫn đến bị thâm sạm ở cái vùng da dưới cánh tay của mấy bạn. Cho nên là nhờ cái công nghệ này á, nó sẽ đào thải dần dần cho mấy bạn. Và khi mà sau khi mà mấy bạn điều trị á, thì nó sẽ trắng sáng liền và nó sẽ trắng sáng hơn sau đó tầm khoảng 2 tuần tới 1 tháng là mấy bạn sẽ thấy rõ cái kết quả hơn. Và Hoàng Anh sẽ theo dõi cái vùng da dưới cánh tay của mình, bây giờ nó đã trắng tán rồi. Vài bữa nữa Hoàng Anh theo dõi và Hoàng Anh sẽ cho mấy bạn tiếp cái review mới nhất và sau 1 tháng nó như thế nào nha. Và theo mấy anh chị cũng như là các kỹ thuật viên ở đây chia sẻ với Hoàng Anh, cái công nghệ trước đây Hoàng Anh đang sử dụng á là công nghệ MRQ, là một cái công nghệ theo Hoàng Anh được biết là nó sẽ điều trị sắc tố cho da. Cái này là điều trị luôn chứ không phải gọi là hỗ trợ điều trị nữa nha mấy bạn. Đó là cái sự khác biệt ở HHV. Khi mà điều trị như vậy á là sẽ làm cho cái sắc tố da của mình á là đẩy lùi cái những cái sắc tố đen, sắc tố tối trên cái bề mặt da của mình. Giống như công việc của Hoàng Anh á là đi biển rất là nhiều, và mấy bạn có biết là ở bên Mỹ mình á thì thường á là mấy mình ngồi trong xe là mình sẽ rất là lười để mà bịt khẩu trang để mà che lại những cái tia UV á, cho nên là cái việc hình thành sắc tố á nó diễn ra rất là nhiều, thậm chí á, rất là nhiều anh chị là bị nám rất là sâu. Cho nên là cái công nghệ MRQ này á là sẽ giúp cho mấy anh chị á loại bỏ bớt những cái sắc tố da đó. Thì giống như mấy bạn biết á là do cái này nó không xâm lấn nên là nó sẽ không có một cái hiệu quả ngay lập tức để cho mấy bạn, nhưng mà theo thời gian á thì công nghệ này sẽ giúp đào thải ở cái tầng sâu nhất của da, làm cho da bạn nó sáng lên từ từ và những cái đốm nâu đó nó sẽ mất dần theo thời gian.